Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 15 tháng 11. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thảo luận ở tổ kỳ họp Quốc hội hôm nay. Thành phố Hưng Yên đang đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến quảng bá tiêu thụ cam. Bên cạnh đó, các hộ trồng cam cũng chủ động liên hệ với các đầu mối để tiêu thụ đầu ra ổn định. Công ty Everbeer Việt Nam trao 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó ở huyện Khoái Châu. Tình trạng chọn lớp dẫn đến lớp học quá đông ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh. Nội Thượng, khu dân cư văn hóa tiêu biểu của huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, sau khi nghe báo cáo tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật đầu tư sửa đổi và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi. Ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chủ trì thảo luận tại tổ 8, gồm các đoàn Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Nông và Hưng Yên. Một thay đổi quan trọng trong dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi là giảm yêu cầu điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 10% xuống 3% để cổ đông thực hiện các quyền quan trọng như tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, triệu tập họp đại hội cổ đông. Tôi cũng rất đồng tình với quy định của luật là chúng ta là có luật quy định là ta giảm yêu cầu góp vốn từ 10% xuống 3%. Nó lý giải để tạo điều kiện cho các cổ đông được tiếp cận quyền thông tin và thuận lợi trong việc triệu tập đại hội cổ đông. Thế nhưng hôm qua thì khi chúng ta thảo luận rất nhiều đến cái luật về quản lý xuất nhập cảnh rồi của người nước ngoài đó, thì liên quan rất nhiều đại biểu nói rằng cái phần góp vốn của đông người nước ngoài thì chúng ta phải có quy định một cái mức vốn nhất định như nào để tránh họ lợi dụng là tham gia là cổ đông của các doanh nghiệp ở Việt Nam, xong từ đó để lợi dụng việc đó để cư trú lâu dài tại Việt Nam. Các đại biểu nhận định việc đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp là không hợp lý, chưa phù hợp với thực tế. Với hơn 5 triệu hộ kinh doanh như hiện nay, cần phải có đánh giá tác động cụ thể. Theo đại biểu, bước đầu chỉ nên xây dựng nghị định riêng về các hộ kinh doanh cá thể sẽ phù hợp hơn so với việc đưa ngay vào luật. Thảo luận vào dự án luật đầu tư sửa đổi về đề xuất đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, một số ý kiến cho rằng nên xác định đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Những cái gì mà chúng ta không làm được, không quản được thì chúng ta lại cấm thì nó không đúng. Và tôi thấy rằng là cũng cái nhu cầu thực tế trong xã hội thì nó cũng còn có cái yêu cầu để mà phát triển cái dịch vụ này. Và cái dịch vụ này nó cũng còn tồn tại trong cái thời gian hiện nay. Cho nên đó là tôi thấy rằng là chỉ nên xác định nó là cái ngành nghề mà kinh doanh có điều kiện và phải đặt ra những cái điều kiện nó thật sự nó nghiêm ngặt hơn và cũng tăng cường cái quản lý nhà nước nhiều hơn. Cơ bản tán thành bổ sung quy định về ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhưng đại biểu đề nghị để đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ trong chính sách đầu tư thì cần có những quy định cơ bản ngay trong luật thay vì giao chính phủ quy định chi tiết. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án luật thanh niên sửa đổi. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, Văn phòng Chính phủ đã tích cực phối hợp với 31 bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện kết nối liên thông thí điểm và chính thức gửi nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. Tại Hưng Yên, đến nay 100% các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã và các đơn vị trực thuộc được cấp mã định danh để thực hiện trao đổi thông tin trên môi trường mạng. Có 717 chứng thư số chuyên dùng được cấp cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua mạng điện tử đạt 100%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các ban sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện khoảng 90%.
Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở ban ngành địa phương cần phải nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông bám sát lộ trình tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để đôn đốc chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện để đạt kết quả cao, tăng cường đầu tư để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với trục liên thông văn bản quốc gia, nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh để nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11, tại cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Quốc gia thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế Việt-Nga, diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Nga. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Sự kiện này nằm trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập quan hệ ngoại giao quốc tế Việt-Nga. Có khoảng 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng ký tham gia các hoạt động tại triển lãm. Trong khuôn khổ của triển lãm, tỉnh Hưng Yên tổ chức trưng bày giới thiệu về tiềm năng phát triển của một tỉnh ven thủ đô với nhiều lợi thế về mọi mặt. Qua đó, kêu gọi và tạo cơ hội đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh việc xúc tiến thương mại, gian hàng của Hưng Yên cũng giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước với các sản phẩm nông nghiệp như tinh bột nghệ, hạt sen, long nhãn và các sản phẩm mỹ nghệ bằng đồng và gỗ của các địa phương trong tỉnh. Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11. Với hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng truyền thống, các diện tích cây ăn quả có múi đang trở thành nhóm cây trồng mang lại thu nhập khá cho người dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Toàn xã trồng 177 mẫu diện tích cây ăn quả có múi, chủ là cam vinh, cam đường canh, bưởi diễn, chanh tứ quý. Hiện có khoảng 30 hộ đang trồng theo hướng Việt Gáp, với diện tích 30 mẫu được chăm sóc tuân thủ các quy trình từ khâu chọn giống, chuẩn bị đất, phân bón, sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng ủ mục. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Hữu Hà, ông Lê Bá Nhung, ông Nguyễn Đình Thẩm. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác tốt cùng điều kiện thời tiết thuận lợi nên các diện tích này đều cho năng suất trung bình như cam từ 6 đến 8 tấn trên một mẫu, bưởi khoảng từ 8.000 đến 10.000 quả trên một mẫu. Với giá bán khoảng từ 20 đến 25.000 đồng một kg cam, từ 20 đến 30.000 đồng một quả bưởi, một mẫu cây có múi cho thu nhập gần 300 triệu đồng, thu lãi từ 120 đến 200 triệu đồng một mẫu. Nhằm giúp bà con tiêu thụ cam được thuận lợi, hiện thành phố Hưng Yên đang đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến quảng bá tiêu thụ cam. Bên cạnh đó, các hộ trồng cam cũng chủ động liên hệ với các đầu mối để bao tiêu đầu ra ổn định. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm sau 2 năm áp dụng quy trình trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, vụ cam năm 2019 này, 32 hecta cam của hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản chất lượng cao Quảng Châu cho sai quả, mẫu mã đẹp, chất lượng quả thơm ngon. Ước thu gần 470 tấn quả và hiện đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, với ông Đoàn nói riêng và các hộ dân khác nói chung thì vấn đề tiêu thụ cam được giá cao mới là điều quan trọng. Thời điểm hiện tại này coi như là so với đầu vụ thì cũng có tăng lên 4-5 ré. Theo như chúng tôi làm dự kiến thì có khi sang đến khoảng đầu tháng 11 âm lịch này thì coi như giá cao có thể tăng lên ngoài 20.000. Do đạt sản lượng cao lại vào thời điểm một số tỉnh thành trồng cam trên cả nước thu hoạch, nên để việc tiêu thụ cam của các thành viên trong hợp tác xã thuận lợi, ngay từ đầu vụ, ban giám đốc hợp tác xã đã tăng cường các biện pháp kết nối khách hàng truyền thống và khách hàng mới là các đại lý, siêu thị, nhà hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để quảng bá và bao tiêu đầu ra, đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube để giới thiệu, quảng bá và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Chúng tôi cũng rất là trăn trở và cũng rất là quyết tâm đi tìm ký kết các hợp đồng, các đầu mối để tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên trong hợp tác xã. Thời gian vừa qua thì chúng tôi đã ký kết được một hợp đồng và chuẩn bị là xuất xuống đấy trong tuần tới. Thế còn hiện tại thì giám đốc của chúng tôi là đồng chí giám đốc đang đi lên trên Hà Nội để ký kết với cái chuỗi nhà hàng bếp ăn vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hà Nội. Vụ cam năm 2019, thành phố Hưng Yên có 140 hecta diện tích cho thu quả với sản lượng ước thu gần 2.700 tấn, tăng hơn 300 tấn so với năm 2018. Trong đó có 57 hecta cam được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp của hai hợp tác xã và một tổ hợp tác dự kiến cho thu gần 800 tấn quả.
Thứ nhất là thành phố thì đã năm nay tăng cường mở rộng thêm cái diện tích việt gáp, nên thì năm nay chúng tôi cũng có hỗ trợ cho các hộ dân giấy chứng nhận việt gáp, nên là đồng thời chúng tôi là hỗ trợ thêm cho các hộ dân là tem treo túi lưới túi ni lông. Thế và tới đây thì chúng tôi phối hợp với Sở Công Thương sẽ tham gia hội chợ ở Ecobank và Hoàng Quốc Việt trong tháng cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Thế và đồng thời là chúng tôi khuyến cáo cho các hợp tác xã những cái thông tin tiếp thị với các cái cửa hàng, các cái siêu thị, nhà hàng lớn ở trên Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cộng với việc đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ cam của các cấp các ngành và trực tiếp là các hộ dân trên địa bàn tỉnh sẽ giúp cho cam Hưng Yên năm 2019 không rơi vào tình trạng được mùa nhưng rớt giá. Ít ai biết đến thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ lại có nghề làm tương từ bao đời. Đến nay chỉ còn lại vài hộ nhưng vẫn được duy trì và gìn giữ. Hiện trong thôn còn hai hộ sản xuất có quy mô lớn là gia đình anh Đỗ Như Thụy, chị Nguyễn Thị Vân Anh, còn lại là các gia đình chỉ làm để ăn hàng ngày. Tương Yên Phú có nguyên liệu chính là đậu tương, sau đó tới gạo nếp cái hoa vàng và muối trắng. Để làm được 100 lít tương, cần tới 15 kg đỗ, 30 kg gạo nếp và 12 kg muối. Gạo sau khi ngâm được nấu thành xôi, chờ lên mốc vàng. Đỗ tương đem rang sau đó ngâm nước một tuần rồi đem ủ với mốc, bóp nhuyễn cho thêm nước muối rồi bỏ vào chum phơi nắng từ 2 đến 3 tháng. Tương Yên Phú có màu vàng sậm, sánh có vị mặn ngọt, thường được dùng để chế biến nhiều món ăn như tép kho tương, kho cá hay dìm đậu, thịt cho những ngày mùa đông se lạnh. Huyện Khoái Châu vừa phối hợp với công ty cổ phần Everbeer Việt Nam trao học bổng cho 200 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là lần thứ 6 công ty trao học bổng Everbeer tặng các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Khoái Châu. Nhân dịp này, huyện Khoái Châu phát động triển khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế hoạch góp phần giảm thiểu, tiến tới chấm dứt hiện tượng nhà giáo có hành vi ứng xử không phù hợp, vi phạm đạo đức, giúp các nhà trường và công đoàn cơ sở trường học có sự phối hợp chặt chẽ để động viên hỗ trợ thầy cô giáo có cách làm phù hợp hiệu quả trong ứng xử các tình huống sư phạm, giáo dục học sinh trong các mối quan hệ, đảm bảo các quy định về đạo đức nhà giáo, nêu gương tốt về tác phong người thầy. Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc về pháp luật học đường. Đối tượng dự thi là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô phạm vi toàn quốc. Thời gian thi từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Cuộc thi diễn ra với hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website http://tìmhiểupháp luật.vn hoặc thông qua ứng dụng APP của cuộc thi. Nội dung thi gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên các trường, đồng thời cập nhật mở rộng một số nội dung kiến thức pháp luật phù hợp với tâm lý lứa tuổi và những vi phạm pháp luật thường xảy ra đối với lứa tuổi của các em. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ngành giáo dục và đào tạo đã có những chỉ đạo nghiêm cấm, nhưng tình trạng chọn trường, chọn lớp vẫn diễn ra ở các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Lớp học này có 46 học sinh, cao hơn so với quy định của ngành giáo dục. Những lớp học đông như vậy tuy không phổ biến ở nhiều trường của tỉnh, song lại có nhiều ở các khu vực thành thị, thị trấn, nơi điều kiện kinh tế phát triển. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phải kể đến tâm lý muốn cho con học lớp chọn, các thầy cô giỏi, có kinh nghiệm phụ đạo cho học sinh của phụ huynh. Trong khi đó, công văn số 2449 ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên lớp chọn ở cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Trường cháu có lớp chọn không? Có ạ. Lớp nào? Lớp D, ở lớp E ạ. Cháu có biết bạn nào chuyển được sang lớp chọn không? Rồi ạ. Hồi trước bạn ấy là lớp A, bây giờ bạn ấy chuyển sang lớp D rồi ạ. Khối 5 của cháu lớp nào là lớp chọn? Lớp 1 của... Sao cháu biết đấy là lớp chọn? Mẹ cháu biết. Thông thường thì phụ huynh có sự tìm hiểu và truyền miệng
về thầy cô dạy tốt, lớp chọn và tìm mọi cách để cho con em mình được học các lớp đó, dẫn đến tình trạng sĩ số các lớp học cao hơn so với quy định. Có nhiều lớp sĩ số lên đến gần 50 em như tại trường tiểu học Lạc Đạo, tiểu học Minh Hải, huyện Văn Lâm, tiểu học Bần Yên Nhân, số 1 thị xã Mỹ Hào, tiểu học Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Cho con học lớp chọn nhưng mà đông sĩ số với một lớp bình thường nhưng mà ít học sinh hơn thì chị sẽ chọn thế nào? Nếu bản thân chị thì chị sẽ chọn cô dạy tốt. Cô dạy giỏi là bao giờ lớp cũng đông. Còn cô dạy kém là sĩ số ít. Lớp mà độ tầm có 3 mấy cháu hay 2 mấy cháu một lớp thì nói thật ra cô ấy dạy không ra gì thì mà cô cũng không thể quản lý cháu được. Tình trạng chọn thầy chọn cô là có nhưng mà không đến mức độ mà áp lực lắm. Nhà trường đều đáp ứng được cái nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Vì đội ngũ giáo viên là tương đối là đồng đều. Lớp chật đông người, ba học sinh ngồi chung một bàn, không gian hoạt động bị hạn chế, giáo viên khó tổ chức nhiều hoạt động tương tác, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Học tập trong không gian chật hẹp còn khiến học sinh ngồi sai tư thế, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là những bạn ngồi cuối lớp. Với cái việc mà dạy cái lớp đông này ảnh hưởng rất là nhiều cho cái công tác chủ nhiệm cũng như là cái quá trình dạy trên lớp của chúng tôi. Nếu như chỉ 30 đến 35 học sinh ấy thì là giáo viên có thể cái lúc mà học sinh làm bài tập là đi quan sát giúp đỡ. Nhưng mà vì quá đông là nhiều khi là chỉ tầm khoảng mất 10 cháu là đã hết thời gian rồi. Nên là nhiều khi là có những cái bài các cháu là chưa được cô giáo nhìn vào bài vở như thế nào. Câu chuyện chọn trường, chọn lớp thì không còn nổi cộm phổ biến như trước đây nhưng vẫn luôn tồn tại ở các cấp học. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đổi mới căn bản toàn diện theo hướng phát triển năng lực học sinh, phụ huynh cần có sự thay đổi về nhận thức và quan điểm. Đến nay, huyện Văn Giang chỉ sắp xếp được 35 trong tổng số 61 thôn, tổ dân phố đã tiến hành bầu bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đây không chỉ là đơn vị đạt tỷ lệ thấp mà còn chậm so với yêu cầu của đề án. Hiện còn 3 xã với 25 thôn là Nghĩa Trụ, Mễ Sở và Tân Tiến chưa hết nhiệm kỳ của trưởng thôn nên chưa tổ chức bầu. Những địa phương đã bầu thì tỷ lệ chỉ gần 60%, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố. Nhiều xã đạt rất thấp như xã Thắng Lợi 2/9, Long Hưng 2/7, Phụng Công 2/6. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra như một số trưởng thôn không là đảng viên nhưng đã giữ cương vị này lâu năm, đang có uy tín với dân. Một số trường hợp bí thư chi bộ là cán bộ về hưu tuổi đã cao hơn nữa, không thể quán xuyến được công việc của trưởng thôn. Có những địa phương vẫn còn tính chất họ hàng, gia đình, dòng tộc nên tỷ lệ phiếu bầu không tập trung. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Tiên Lữ luôn tích cực vận động người dân tham gia các phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0, tiêu biểu là khu dân cư nội thượng xã An Viên, luôn đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Nội thượng là một trong những khu dân cư năng động trong phát triển kinh tế của huyện Tiên Lữ. Bên cạnh nghề mộc truyền thống, người dân còn phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh buôn bán. Thôn luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn với xây dựng đời sống văn hóa, trước tiên phải xây dựng được các gia đình văn hóa. Những năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa ở khu dân cư không ngừng tăng, đạt gần 90% năm 2019. Nhiều hộ được khen thưởng là gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu tạo hiền cấp tỉnh, tiêu biểu như gia đình bà Phạm Thị Duyên, Lê Thị Trúc. Ông nội của tôi cho đến bố tôi, rồi là bản thân vợ chồng tôi cũng vậy. Thì coi như là mình sống làm sao mình phải mẫu mực cho con cháu, luôn luôn dạy dỗ con cháu và mình phải phát huy những cái truyền thống của ông cha mình từ trước đến giờ. Cùng phải đồng tâm hiệp lực vào, rồi coi là xóa bỏ hết các tệ nạn xã hội đi thì là sẽ giữ được cái nền nếp văn hóa. Khu dân cư nội thượng có dân số đông với hơn 2.000 khẩu, 520 gia đình. Để thực hiện tốt việc xây dựng khu dân cư văn hóa thì điều quan trọng phải phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đặc biệt là thống nhất ý kiến của 12 dòng họ trong thôn. Các dòng họ đã vận động con cháu bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, phòng chống các tệ nạn xã hội và giữ gìn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, tất cả các dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học, tiêu biểu là dòng họ Đỗ luôn duy trì quỹ khuyến học đạt trên 70 triệu đồng, là dòng họ hiếu học tiêu biểu của tỉnh. Trước hết, chi bộ là phải họp, thống nhất sự lãnh đạo, triển khai sâu rộng những các tổ chức đoàn thể ở trong thôn và đặc biệt là phát huy cái vai trò làm chủ của nhân dân, là chúng tôi cũng tuyên truyền rất sâu rộng trong nhân dân
những cái gì thuộc chủ trương của Đảng và Nhà nước thì nghiêm chỉnh chấp hành. Còn những cái thủ tục thuộc về mê tín dị đoan thì trước hết là phải đưa vào bàn bạc, thì đưa vào hương ước, quy ước của làng. Thì trong những năm qua thì cán bộ, chính quyền và nhân dân trong thôn thì luôn luôn đoàn kết để giữ vững danh hiệu làng văn hóa, và đồng thời là các cái phong trào, các hoạt động của các chi hội, chi đoàn cũng được thường xuyên được phát triển. Đây cũng là một khu dân cư tiêu biểu để cho các khu dân cư khác trong địa phương noi theo và tiếp tục học tập. Nhiều năm liền, khu dân cư Nội Thượng luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa và đã nhận được bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là khu dân cư 3-0 tiêu biểu. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.